ngày 3 tháng 9, tại nhà văn hóa xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn đã tổ chức tiếp nhận quà của Đảng bộ, chính quyền nhân dân huyện Yên Khánh ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Sự buổi tiếp nhận có các đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Kim Sơn, Hoàng Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, Yên Khánh, lãnh đạo xã Kim Mỹ, Cồn Thoi. Trước những diễn biến căng thẳng của dịch bệnh COVID-19, ngày 26 tháng 8, trên địa bàn huyện Kim Sơn đã phát hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, không rõ nguồn lây. Ngay sau đó, huyện Kim Sơn thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15-16 của Thủ tướng Chính phủ. Với tinh thần tương thân tương ái, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Khánh đã ủng hộ 500 suất quà, gồm các nhu yếu phẩm và 50 triệu đồng cho nhân dân huyện Kim Sơn, góp phần cùng với nhân dân trong huyện, nhất là các xã có vùng cách ly y tế, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Sơn, đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Kim Sơn, trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Khánh đối với huyện Kim Sơn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời khẳng định, nguồn kinh phí ủng hộ sẽ được huyện Kim Sơn sử dụng hợp lý, đúng mục đích và các suất quà sẽ được chuyển đến cho nhân dân vùng đang thực hiện cách ly y tế theo chỉ thị 16. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Kim Sơn cũng mong muốn, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai huyện sẽ tiếp tục phối hợp, tăng cường phát huy hơn nữa mối quan hệ mật thiết, gắn bó về mọi mặt, đặc biệt trong cuộc chiến chống giặc COVID-19, góp phần bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.